Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Club và quay trở lại với video nhận định thị trường cùng Meman. Phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường chúng ta có một cái phiên giảm điểm khá nhẹ thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì anh chị thấy là đa số các cổ phiếu ngày hôm nay thì đang có cái sắc đỏ. Đó, đặc biệt là các cái cổ phiếu mid cap ngày hôm nay thì đang có những cái biên độ giảm cũng khá lớn, đúng không? Thì chúng ta đang thấy là những cái kịch bản mà chúng ta chia sẻ ở trong các cái video, trong các buổi livestream trước về một cái nhịp rũ bỏ, đúng không? Một cái nhịp rũ bỏ trước khi đi lên thì thời điểm hiện tại nó đang hiện ra rõ hơn, đúng không? Đang dần hiện ra rõ hơn. Đó thì cụ thể lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn. Đó, cũng như là cái nhóm cổ phiếu nào, cái nhóm ngành nào anh chị nên quan tâm ở trong giai đoạn tới. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn anh chị nhé. Đó, ok, thì trước khi đi vào nội dung của chương trình thì anh chị mình đang xem video, mọi người có thể là ủng hộ cho Man những cái lượt like cũng như là những cái quả tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhé, để tăng cái tương tác cho buổi cho cái video cũng như là khích lại thêm tinh thần của em Man. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ba vấn đề chính anh chị nhé. Thứ nhất là về phần tổng quan phiên giao dịch, đi nhanh một chút thôi. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần nhận định thị trường, đưa ra những cái kế hoạch, những cái hành động dành cho anh chị và phân tích kỹ hơn về cái việc một cái nhịp rũ bỏ anh chị nhé. Đó, phần thứ ba, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ ưu tiên ở trong giai đoạn tới. Đó, trong cái nhịp điều chỉnh, nhịp rũ bỏ sắp tới anh chị nhé. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên thôi, không để mất thời gian của anh chị nữa. Đây, viên đá trụ của chúng ta ngày hôm nay thì chỉ giảm 0,58 điểm thôi anh chị nhé, đóng cửa 1154. Rồi chúng ta có 181 mã tăng và 311 mã giảm. Đó, số mã giảm nhỉnh hơn này. Các cổ phiếu tác động mạnh thì chúng ta có ở chiều tích cực, chúng ta có Vietcombank, có BID, MWG, GAS, Vinhome, Masan, FPT, OCB vân vân. Đó thì trong số này chúng ta thấy là vẫn có tương đối nhiều cổ phiếu ngân hàng, đúng không? Đó, đặc biệt là Vietcombank và BID là những cổ phiếu ngân hàng nó kiểu có cái vốn hóa rất là lớn. Đó, rất là lớn. Cho nên là nó vẫn đóng góp cho cái sự giữ chỉ số của chúng ta ở trong thời điểm hiện tại tương đối là tốt. Đấy. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có VPBank, có ACB, SSI, Techcom, SAP, EIB vân vân. Đó. Thì ở cái những cái cổ phiếu tác động theo chiều tích cực và tiêu cực, anh chị thấy có cả nhóm cái nhóm ngân hàng ấy, cả trong chiều tích cực cũng có mà trong cái chiều tiêu cực cũng có, đúng không? Thì tức là chúng ta đang thấy là có những cái sự bắt đầu có những sự rung lắc, bắt đầu có những sự chốt lời trong ngắn hạn rồi. Đúng không? Đó, cho nên là với cái nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là chúng ta cũng có thể là sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh ở trong cái giai đoạn sắp tới. Đó anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là phần đầu tiên, những cái chỉ số chung và tác động của các cổ phiếu. Tiếp theo thì anh chị thấy là thanh khoản của chúng ta ngày hôm nay thì chỉ đạt được 14.353 tỷ thôi. Khối lượng giao dịch đạt được 715 triệu 810 nghìn cổ phiếu giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Thì đây là một cái mức thanh khoản rất là thấp, đúng không? Trong cái giai đoạn vừa rồi thì hầu như thanh khoản chúng ta đều khoảng tầm 20.000 tỷ, trên 20.000 tỷ. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì một cái phiên mà nó giảm rất là nhanh, đúng không? Chỉ có 14.000 tỷ thôi, rất là thấp. Đấy, nhưng mà cái việc mà với cái khối lượng và cái giá trị giao dịch nó thấp như này thì em nghĩ là nó sẽ tốt hơn cho thị trường của chúng ta, đúng không? Nó sẽ tốt hơn cho thị trường của ta bởi vì là trong hai phiên gần đây nhất thì khối lượng khá cao nhưng mà chúng ta thấy là cái áp lực bán nó lại chiếm ưu thế, đúng không? Cái áp lực bán nó chiếm ưu thế đấy, cho nên là sau những cái phiên mà có cái áp lực bán nó lớn, cái thanh khoản nó lớn, đúng không? Thì chúng ta cần phải có những cái phiên mà cái thanh khoản nó nhỏ lại, nó cạn vô lại, đúng không? Và bắt đầu tạo ra những cái vùng cân bằng mới ở trong ngắn hạn. Đó thì từ đó thị trường và cổ phiếu của chúng ta nó mới có thể là bắt đầu có những cái tín hiệu để đi lên, đúng không? Lúc đấy là cái lực bán nó đã cạn rồi, đúng không? Cái lực bán nó đã cạn rồi thì cái áp lực để mà điều chỉnh thì nó sẽ ít hơn đó anh chị nhé. Cho nên là cái thanh khoản thì em nghĩ là đoạn này đến cái giai đoạn mà rung lắc, tiếp tục rung lắc và chuẩn bị rũ bỏ này, đúng không? Thì cái thanh khoản thấp như này nó là một cái em nghĩ nó sẽ tích cực hơn đó. Rồi tiếp theo một cái điểm nữa ngày hôm nay thì anh chị thấy là với nhóm ngành thì ngày hôm nay cái nhóm mà
bị rung lắc điều chỉnh mạnh nhất thì chúng ta có nhóm dịch vụ tài chính, nhóm chứng khoán, đúng không? Hầu hết các cổ phiếu đều điều chỉnh khoảng tầm 2% đến hơn 2%. Bất động sản một vài cổ phiếu cũng có biên độ như vậy, nhưng mà nhìn chung cái biên độ nó cái số cổ phiếu mà nó điều chỉnh khoảng tầm hơn 2% đến 3% thì nó ít hơn. Đó, nhưng mà có nhiều nhất là cái nhóm chứng khoán. Hôm nay thì biên độ giảm nó lớn nhất, đúng không? Gần như là nó lớn nhất thị trường. Nhưng mà cái thanh khoản thì nó cũng không lớn. Đó, thì đấy cũng là một cái mà gọi là tích cực hơn cho cái nhóm chứng khoán. Rồi, ok, tiếp theo thì với giao dịch của khối ngoại. Ngày hôm nay thì khối ngoại mua ròng 54 tỷ anh chị nhé. Hầu như cả trong phiên giao dịch thì bán ròng. Đó, bán ròng, nhưng mà đến cuối phiên giao dịch thì quay trở lại mua 54 tỷ. Đây không phải là một con số lớn, đúng không? Không phải là một con số lớn, nhưng mà cái áp lực bán, cái đà bán nó chững lại thì cũng là một cái tín hiệu nó khá tích cực cho thị trường. Đó, hôm nay bán nhiều nhất thì 58,5 tỷ. Đấy, còn mua thì mua CTG, mua STB khá nhiều. Đấy, rồi MWG, đây là những cổ phiếu mua nhiều nhất. Đó, thì tổng kết lại phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một cái phiên giao dịch mà ở trong ngắn hạn thì nó đang hơi xấu. Đang hơi xấu, nó cho một cái nhịp, khả năng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh, một cái nhịp rũ bỏ trong ngắn hạn. Đó, còn về trung hạn thì chúng ta vẫn chưa có cái tín hiệu gì quá xấu anh chị nhé. Những cái yếu tố ở trên thị trường như là khối ngoại, như thanh khoản, đúng không? Thì em nghĩ là vẫn đang khá là tích cực thôi, khá tích cực. Đó, còn ngắn hạn thì nó điều chỉnh đến đâu thì chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai và chúng ta cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái nhịp rũ bỏ anh chị nhé. Đó. Rồi, ok, thì với kịch bản của VN-Index, anh chị thấy là trước đó chúng ta đã chia sẻ hai kịch bản rồi, một là tích lũy tạo nền quanh vùng này, đúng không? Quanh cái vùng hiện tại. Còn kịch bản thứ hai thì khả năng nó sẽ rung lắc điều chỉnh và sau đó thì sẽ tiếp tục hồi phục và bật tăng. Đó, thì cái nhịp rung lắc điều chỉnh này có thể là chúng ta sẽ có những cái vùng, thứ nhất là quanh vùng 1144 cộng trừ. Đấy là cái vùng thứ nhất, vùng TK ở đây, đúng không? 1144, 1145. Đó, thì đấy sẽ là cái vùng hỗ trợ nhất. Còn nếu sâu hơn thì có thể là nó sẽ về quanh vùng 1130 cộng trừ. Đó, 1130 gọi là quanh một cái vùng, bởi vì là gọi là cái những cái vùng để mà chúng ta xác định hỗ trợ và kháng cự thì thường nó sẽ là một vùng. Còn một cái điểm chính xác thì thường chỉ là nói để cho anh chị dễ hình dung thôi, đúng không? Nhưng mà để chính xác nhất thì nó phải là một cái vùng. Đó, thì em nghĩ là cái vùng 1130 cộng trừ, có thể cộng trừ lên xuống tầm 5-7 điểm cũng thoải mái thôi, không vấn đề gì hết anh chị nhé. Thì đấy là cái khả năng thứ hai. Đó, còn cái kịch bản mà đi lên luôn thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rồi, nó khá là thấp, đúng không? Xác suất nó khá là thấp. Thứ nhất là các nhóm ngành hầu hết thì để mà bật tăng lên luôn trong những cái vùng tích lũy thì nhìn khung daily thì chúng ta thấy tích lũy cũng khá là tốt, đúng không? Nhưng mà trong khung tuần thì anh chị thấy là hầu hết các nhóm ngành thì đều đang tích lũy chưa đủ, nó đang vẫn đang rất là lỏng lẻo. Đó, cho nên để xác suất mà đi lên thì đi lên luôn, bật tăng vượt vùng nền tích lũy đi lên luôn ấy, thì em nghĩ là cái kịch bản đấy nó xác suất hơi thấp. Đó, và cái dòng dẫn của thị trường ở giai đoạn vừa rồi là cái nhóm ngân hàng thì cũng đã tăng khá mạnh, khá nóng ở trong ngắn hạn rồi. Đấy, và nó cũng đang tương đối là hưng phấn. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nó cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu rung lắc, có những bắt đầu có những tín hiệu chốt lời. Đó, có rất nhiều cổ phiếu đã xuất hiện những tín hiệu phân kỳ ở trong khung H1, thậm chí trong khung daily. Đó, cho nên là cái khả năng mà nó sẽ cần phải rung lắc và điều chỉnh thì nó sẽ em nghĩ là nó sẽ cần thiết và nó sẽ tích cực hơn cho thị trường, cái xác suất nó cũng sẽ cao hơn. Đó anh chị nhé. Thế cho nên là cái view của chúng ta thì trong những cái phiên tới thì thị trường ta cần phải có những nhịp rung lắc hoặc là cần phải có nhịp rũ bỏ. Đấy, tích lũy rung lắc rũ bỏ, đấy sẽ là cái kịch bản mà chúng ta view nó sẽ cao hơn, đúng không? Đó, thì với cái kịch bản thứ hai mà chúng ta vẫn luôn luôn phải để một cái phần tỷ trọng tiền mặt để chúng ta phòng ngừa là những cái nhịp rũ bỏ có thể nó sẽ về quanh vùng 1130 cộng trừ, đúng không? 30 đây thì có thể, nếu ví dụ sâu hơn thì có thể nó nhúng về 1120, tức là quanh cái vùng 1130 đấy, đúng không ạ?
thì với cái nhịp mà có thể nó về 1130 cộng trừ thì có thể sẽ rất nhiều cổ phiếu thuộc nhóm mid cap đó, thuộc nhóm mid cap hiện tại nó đang giao dịch ở trong một cái vùng nền đó, hiện tại nó đang giao dịch trong một cái vùng nền thì rất có thể nó sẽ có cái nhịp mà điều chỉnh xuống vùng biên bên dưới, thậm chí là có những phiên mà rũ bỏ, tức là nó gãy cái vùng tích lũy đấy. Đấy, sau đó kéo lên đúng không, sau đó kéo lên, ví dụ như là chúng ta thấy rất là nhiều cổ phiếu như SSI này đúng không, đang giao dịch trong vùng nền và nó cũng có hai cái đây, có hai lần mà nó vượt những vùng đỉnh ngắn hạn đúng không, lần đầu tiên này vượt nhưng sau đó test lại, lần thứ hai cũng vượt, khả năng cũng sẽ tăng test lại rất là cao sau phiên ngày hôm nay đúng không. Đó thì các cổ phiếu khác như VCI này trong nhóm chứng khoán này đang ở vùng nền thôi, thì ông SSI là ông cũng là một cái cổ phiếu mà thuộc hàng gọi là một cổ phiếu khỏe hơn trong nhóm mid cap đúng không, trong cái nhóm ngành mid cap nhé, khỏe hơn thì có thể ông ý điều chỉnh, ông sẽ có thể sẽ về những vùng giao găm đây đúng không. Còn những cái ông mà yếu hơn ở trong nhóm ngành như là VCI, ông này thì chưa có những cái thời điểm nào nó vượt được những vùng đỉnh ngắn hạn cả đúng không. Đó thì có thể ông này ông yếu hơn thì có thể ông sẽ test xuống những vùng hỗ trợ bên dưới này hoặc thậm chí những vùng này, rồi có thể là nó có một cái thời điểm nó quét gãy cái vùng quét gãy cái vùng vùng nền này đấy, sau đó kéo lên đúng không, để tạo ra cái sự bán hoảng loạn của nhà đầu tư đó, với những anh chị nhà đầu tư ngắn hạn và chúng ta đu ở những vùng giá cao, những cái thời điểm mà nó gãy nền này thì chắc chắn anh chị sẽ âm tương đối là nặng đấy, và khi mà nó gãy nền thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều nhà đầu tư bán ra đúng không, bán ra sau thì có thể nó sẽ kéo lên đấy, kéo lên quay lại vùng này đúng không ạ, kéo quay lại vùng này và sau đấy thì nó sẽ từ từ nó đi lên đúng không, nó sẽ từ từ đi lên đấy, và bắt đầu em nghĩ là cái nhịp rũ bỏ sau này thì cái nhịp rũ bỏ tới này thì cái cơ hội mà thị trường đi lên nó sẽ khá là cao đúng không, bởi vì là cũng có khá nhiều lần rồi, lần thứ nhất test lại, lần thứ hai test lại này đúng không, những cái ông này thì cũng có lần thứ nhất đỉnh cũ này đúng không, lần thứ hai cũng đang lên đỉnh cũ thử thách này đấy, à, lần thứ ba ấy đúng không, đấy VND các thứ này đúng không, cũng có 2-3 lần lên thử thách rồi, lần này vượt này đúng không, sau đó test rũ bỏ này, lần này thử thách này, sau rồi rũ bỏ này đúng không, thì những cái xác suất mà lần tới có thể nó sẽ hồi phục lên thì nó sẽ tương đối là cao đúng không, cái xác suất mà nó hồi phục và nó bứt nền để vào một xu tăng thì tương đối là cao đó. Rồi những cái nhóm ngành như là nhóm chứng nhóm ngân hàng ấy, như ta vừa nói ví dụ như ACB này đúng không, ACB ngày nay xác nhận phân kỳ này đấy, thì cùng với cái nhịp rung lắc rũ bỏ đấy thì có thể nó sẽ điều chỉnh thêm đâu đó khoảng vài phần trăm nữa về vùng cân bằng, hoặc thậm chí là về quanh những vùng giá tầm 23.5 24 gì đấy đó, có thể nó về quanh vùng này thì nhưng mà cái nhóm ngân hàng thì có thể nó sẽ điều chỉnh sau ấy chị nhá, nhóm ngân hàng em nghĩ là nó sẽ điều chỉnh sau, có thể nó sẽ sau đáo hạn phái sinh đó, có thể sẽ sau đáo hạn phái sinh bắt đầu nó mới có nhịp chỉnh mạnh hơn, vì là tuần này thì người ta đang có đáo hạn phái sinh cho nên là có thể nó sẽ kéo đến đáo hạn phái sinh để nó chốt cái hợp đồng long đúng không, chốt nốt cái hợp đồng long, sau đấy thì có thể nó sẽ có những nhịp rung lắc mạnh hơn đó, thì có thể là cái mấy cái ông ngân hàng này sẽ là những cái ông chỉnh sau một chút, chỉnh sau các nhóm ngành khác một chút, còn những ông chứng khoán bất động sản các thứ ấy, thì có thể sẽ chỉnh trước chị nhé, có thể sẽ chỉnh trước đấy, thì với những cái ông này có thể chúng ta sẽ có nhịp rũ bỏ đấy, thì mọi người cần phải lưu ý về cái nhịp rũ bỏ này nhá, đó, cần phải lưu ý về một cái nhịp rũ bỏ có thể nó đây, những cái đáy ngắn hạn nó đây đúng không, hoặc quay đáy ngắn hạn quanh những vùng dưới này có thể nó sẽ có một nhịp về đây, hoặc thậm chí là nhúng tốt một chút để gãy những vùng ngắn hạn đây đấy, lúc đấy là nhà tư sẽ bán ra, khá nhiều nhà tư sẽ bán ra đúng không, và sau đấy nó kéo quay lại đấy, mà lúc mà nó kéo quay lại mà anh chị vừa bán anh chị không dám mua đâu đúng không, lúc mà vừa bán xong mà nó kéo quay lại là chắc chắn anh chị sẽ không dám mua đâu đấy, khoảng em nghĩ là đa số chị sẽ không dám mua, bởi vì là lúc đấy mọi người còn đang sợ nó hồi phục lên sau đấy nó quay xuống sập tiếp đúng không, cho nên hầu như là mọi người sẽ không dám mua đấy, và lúc mà mọi người không dám mua đúng không, thì nó sẽ từ từ nó kéo vượt đỉnh đấy, từ từ nó sẽ kéo vượt đỉnh và lúc đấy là chúng ta sẽ bị lỡ tàu đúng không, sẽ bị bỏ rơi lại đấy, cho nên là cái nhịp rũ bỏ này em nghĩ là nó sẽ là một cái nhịp rũ bỏ cuối cùng đấy, nó sẽ là một cái nhịp rũ bỏ cuối cùng và sau đấy thì nó sẽ đi lên và bỏ rơi nhà đầu tư, nếu như anh chị nào mà chúng ta không tham gia những vùng bên dưới này, hoặc những anh chị mà cắt lỗ ở những vùng bên dưới này
thì rất có thể anh chị sẽ bị bỏ rơi, đúng không? Đấy, rất có thể anh chị sẽ bỏ rơi bởi cái nhịp nó kéo vượt lên nhá, đúng không? Còn sau này thì có thể nó đi lên, nó sẽ có nhịp rung rũ, có nhịp điều chỉnh tiếp, nhưng mà cái điểm mua của ta nó sẽ không thể đẹp, mà nó sẽ không phải là cái điểm mua đẹp và cái điểm mua an toàn nhất đó. Đấy, cho nên là rất là có thể anh chị nhá, việc mà thị trường chung điều chỉnh, đúng không? Những cái nhóm leader bây giờ cũng có sự suy yếu rồi đó, và nếu mà thị trường chung điều chỉnh thì rất có thể nó sẽ lợi dụng cái nhịp điều chỉnh này để nó có một nhịp rũ bỏ. Bây giờ tâm lý của anh chị nhà đầu tư thì đang rất là yếu rồi, em nghĩ là anh chị mà cầm cầm nhóm mid cap, cái tâm lý bây giờ của chúng ta rất là yếu rồi, đúng không? Đó, rất là yếu rồi, cho nên là bây giờ chỉ cần có một nhịp rung rũ mạnh một chút thôi thì em nghĩ là hầu như anh chị sẽ có những cái bị bán theo cái tâm lý bán tháo, em nghĩ là sẽ khá là cao, đúng không? Bây giờ tâm lý chính của nhà đầu tư chúng ta đang có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cầm mid cap lâu quá rồi, đó, cầm mid cap lâu quá rồi nó không lên, đúng không? Thì dần dần chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ là bây giờ lên mãi không được, cái gì nó cũng đạt, đúng không? Đấy, mà cầm lâu quá mất kiên nhẫn, có thời điểm lãi một chút sau đấy lại quay lại hòa vốn hoặc thậm chí là lỗ đó, thì khi mà nó điều chỉnh nó có nhịp rũ bỏ, những cái nhịp rũ bỏ ấy, thì rất là có thể anh chị sẽ bán, đúng không? Rất nhiều anh chị có thể sẽ bán đấy. Thứ hai nữa chúng ta thấy là đâu đó là Tết thì cũng chỉ còn có khoảng 3 tuần nữa thôi, đúng không? Đó, Tết âm lịch cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi đấy, cho nên là cũng sẽ có những chị nhà đầu tư mà chúng ta thấy là có cái tâm lý là bán thu tiền, đúng không? Đó, bán thu tiền và nghỉ Tết đó, chắc chắn là cũng sẽ có chứ, đúng không? Đặc biệt là những anh chị mà những cái dòng vốn chúng ta không phải là những cái dòng vốn mà gọi là cái tiền nhàn rỗi, đúng không? Đó, chúng ta lại cần phải chi tiêu ở những cái thời điểm mà Tết âm lịch, thì chắc chắn là sẽ có những anh chị sẽ có tâm lý là bán ra để chúng ta sử dụng cho những cái mục đích quanh những cái, trong những cái thời điểm Tết âm lịch, đúng không? Và sau Tết âm lịch cũng là chúng ta quay lại sau, đúng không? Đó, cho nên là có hai lý do đấy làm cái tâm lý nhà đầu tư em nghĩ là thời điểm hiện tại đang tương đối là yếu đấy, tương đối là yếu. Thì với việc mà tâm lý yếu như vậy rất có thể là cái điểm yếu tâm lý đấy để nó cho một cái nhịp rũ bỏ, đúng không? Đấy, cho nên là anh chị mình em nghĩ là cần phải chuẩn bị, đúng không? Và anh chị nào mà hôm của chúng ta thì chúng ta cũng đã hạ bớt những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là anh em đã hạ bớt rồi, nó hạ bớt một phần rồi, có những cổ phiếu chúng ta hạ bớt một phần A như là HCM, là VCI, đúng không? Hạ bớt nhưng mà chưa mua lại đó, hiện tại thì đang chờ tín hiệu thôi, để mà mua con vào lại thì vẫn đang chờ tín hiệu thì bán được 43 tỷ, thì đang đợi mua con vào HCM, thì đều đang chờ đợi những tín hiệu để mua con vào lại thôi đấy, hoặc là nếu mà xấu thì có thể chúng ta sẽ tạm thời chúng ta thoát, chờ những nhịp nó rũ mạnh hơn một chút, đúng không? Chờ những nhịp rũ mạnh hơn một chút đó, thì đấy là về kịch bản thị trường cũng như là cái khả năng cái kịch bản của một cái nhịp rũ bỏ đó anh chị nhá. Thì mọi người nhớ lưu ý giúp em những cái kịch bản này đó. Anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu ấy thì hy vọng anh chị cũng đã đưa về khoảng tầm 50 đến 70% cái tỷ trọng cổ phiếu rồi, còn chúng ta có một phần tiền mặt để chúng ta sau những nhịp rung lắc, những nhịp rũ bỏ chúng ta có thể là mua kho vào lại ở những vùng giá nó tốt hơn, đúng không? Đó, còn nếu chị mà đang cầm full, thậm chí full margin, full tài khoản thì nếu anh chị chịu đựng được nhé, nếu anh chị chịu đựng được cái nhịp rung rũ về những vùng bên dưới này thì em nghĩ là chúng ta vẫn có thể cầm thôi, đúng không? Vẫn có thể cầm. Đó, em nghĩ là khả năng thị trường chắc nhịp này chỉ chuyển quanh những vùng bên dưới này thôi, bởi vì bây giờ tiền thì nó vào nhóm ngân hàng khá là mạnh rồi. Đó, mà nó cũng chưa có dấu hiệu thoát ra. Thường thì khi mà vào nhóm ngân hàng thì nó lên thì có thể nó sẽ lên chậm, đúng không? Nó lên chậm nhưng mà nó sẽ có những cái nhịp lên đâu đó là khoảng thời gian cũng khá là dài. Đó, thì thị trường của ta thì em nghĩ là nó cái xác suất mà gãy gãy và vào downtrend trở lại thì nó tương đối là thấp.
Đấy, thì nếu anh chị mà cảm thấy anh chị cầm, anh chị chấp nhận được những cái nhịp rung lắc xuống dưới này, đúng không? Hoặc anh chị cầm margin, nếu chẳng may nó rung lắc xuống dưới này mà nguy hiểm, anh chị có tiền anh chị nạp vào đó để trả margin thì em nghĩ là vẫn có thể cầm được, đúng không? Còn nếu mà cảm thấy mà cái tâm lý của chúng ta nó hơi yếu đó, cảm thấy tâm lý chúng ta nó hơi yếu thì có thể chúng ta sẽ canh những nhịp để chúng ta hạ bớt một phần đấy nhá, ta canh những nhịp chúng ta hạ bớt một phần, sau đấy thì chờ cái những cái nhịp rung rũ trở lại ta mua lại xong đó. Và quan trọng nó giải quyết cái bài toán tâm lý nữa đó, nó sẽ làm cho tâm lý của anh chị mình thoải mái hơn rất là nhiều đấy anh chị nhá. Thì mọi người cần chuẩn bị trước cái tinh thần đấy cho em đó, thì đấy là về cái kịch bản cũng như nhịp rũ bỏ sắp tới. Rồi tiếp theo thì cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ ưu tiên ở trong giai đoạn này, trong giai đoạn sắp tới trong nhịp rung rũ này anh chị nhá, trong nhịp rung rũ này thì chúng ta sẽ ưu tiên nhóm ngành nào đó, thì đầu tiên chắc chắn là em sẽ vẫn có nhóm chứng khoán đó, vẫn sẽ có nhóm chứng khoán, bởi vì là anh chị thấy thị trường kéo lên, kể cả nhịp vừa rồi kéo nhóm ngân hàng lên đúng không, thì cái vô thể vô vô hình chung nó cũng làm cho cái khối cái thanh khoản của VN-Index nó tăng lên tương đối nhiều, đúng không, tăng lên tương đối là nhiều đó, mà khi cái thanh khoản nó tăng lên thì chắc chắn là cái nhóm chứng khoán nó sẽ là cái nhóm được hưởng lợi đấy, nó sẽ là cái nhóm được hưởng lợi. Nó sẽ là cái nhóm được hưởng lợi. Đó, sau đây mọi người nhé. Đấy, thì kể cả ông ngân hàng hay nhóm ngành nào lên mà nó làm cho cái thanh khoản tăng lên thì chắc chắn là cái nhóm chứng khoán được hưởng lợi, đúng không? Chưa kể tới cái việc là chứng khoán ở trong năm 2024 chúng ta cũng có khá nhiều cái câu chuyện để chúng ta kỳ vọng, đúng không? Vừa là về cái KRX, đấy, rồi cái nâng hạng, thì em nghĩ là nâng hạng cũng vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh, đúng không, vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh đó, thì biết đâu đấy đúng không, trong năm 2024 mà nó hoàn thành được cái KRX này, hoàn thành được cái việc mà nâng hạng thị trường, đúng không, thì chắc chắn là cái nhóm chứng khoán sẽ là một cái nhóm mà không thể thiếu được ở trong danh mục của anh chị, đúng không, nó sẽ đem lại những cái mức lợi nhuận rất là lớn cho anh chị đó. Đấy, mà kéo nhóm ngân hàng này, đúng không, sau này khi mà kéo nhóm ngân hàng, kéo thị trường vào một xuống tăng rồi, nó là một cái nhóm leader, đúng không, sau đấy khi mà cái nhóm ngân hàng nó tăng, nó đạt đủ hy vọng nhé, đúng không, đạt đủ kỳ vọng thì bắt đầu nó tìm sang những cái nhóm mid cap, những nhóm chứng khoán các thứ nữa, đúng không, thì chắc chắn là nó sẽ là một cái câu chuyện em nghĩ là khá là tích cực đấy, cho nên là trong cái danh mục của em thì chắc chắn sẽ ưu tiên nhóm chứng khoán đấy cho cái nhịp điều chỉnh này đấy, ví dụ như con SSI thì không, cũng vừa nói mọi người xong, nó cũng có hai cái nhịp rút bỏ rồi, hai lần vượt đỉnh sau đấy rút bỏ nhá, đây đúng không ạ, vượt đỉnh rút bỏ, nhịp này cũng vượt đỉnh, khả năng cũng sẽ rút bỏ, nhịp này thì chúng ta có thể chúng ta sẽ quanh canh quanh quanh những vùng này đấy, rồi các cổ phiếu khác đúng không? Cũng có rất là nhiều lần mà nó tiếp cận cái biên bên trên, đúng không, thì em nghĩ là tích lũy thêm một vài tuần nữa thì cái cơ hội bật tăng nó sẽ tương đối là cao, đúng không, tương đối là cao, có thể là đến cuối tháng 1 hoặc sang tháng 2 gì đấy đó, thì em nghĩ là cái cơ hội mà bật tăng của nhóm chứng khoán sẽ khá là cao đó anh chị nhá. Thì đấy là cái nhóm ngành đầu tiên, nhóm ngành đầu tiên chúng ta tập trung đến. Ở cái nhóm thứ hai thì có lẽ nhịp này thì em sẽ đánh, nếu mà nhóm ngân hàng mà nó chỉnh về được những điểm mua xuống hạn thì chắc là cũng sẽ tham gia một vài cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đó, bởi vì là đoạn này thì anh chị thấy cái dòng tiền vào nhóm ngân hàng cũng khá mạnh rồi, đúng không, cũng khá là mạnh và nó chưa có dấu hiệu thoát ra, đúng không, với lại có một và có những cổ phiếu mà nó đã vượt những cái đỉnh trong đỉnh lịch sử rồi, như là BID này, đúng không, đó BID là vượt đỉnh lịch sử rồi anh chị nhé, đó thì nó sẽ hình thành những cái xu hướng tăng ở trong trung dài hạn đấy, BID ACB cũng đã có thể vượt đỉnh, đúng không, bây giờ nó đang test lại thôi, đang test lại thì em nghĩ là nó cũng sẽ tương tự như như BID đấy, rồi các cổ phiếu khác như là MBB các thứ cũng đang tăng rất là tốt, đúng không, cũng đang hướng tới đỉnh này đó, và cái câu chuyện em nghĩ là nó sẽ đi theo mấy cái ông BID ACB hết thôi đó, và cái nhóm này thì gần như nó hiện tại đang hình thành một cái sóng ngành, đúng không, hiện tại nó đang hình thành một sóng ngành đấy, cho nên là nhịp này có thể là chúng ta
sẽ đánh một nhịp với các cái cổ phiếu ngân hàng, nhưng với điều kiện là nó phải chỉnh đấy, nó phải chỉnh đủ anh chị nhá, nó phải chỉnh thì chúng ta mới tham gia được. Còn những cái vùng như hiện tại thì rất là khó để anh chị có thể tham gia, đúng không? Rất là khó. Thì những ông này cũng đang có những dấu hiệu suy yếu rồi, suy yếu trong ngắn hạn rồi, đúng không? ACB ta thấy có phân kỳ này đó, rồi có rất nhiều cổ phiếu khác nó cũng đang cho những cái tín hiệu có thể là rung lắc ở trong ngắn hạn, đúng không? Tạo đỉnh trong ngắn hạn đó. Thì em nghĩ đây sẽ là cái một cái nhóm ngành mà trong giai đoạn tới nếu mà nó chỉnh đủ thì chúng ta sẽ tham gia. Mặc dù là em khá là ít tham gia với nhóm ngân hàng, đúng không? Khá ít tham gia với nhóm ngân hàng, nhưng mà đoạn này thì tiền nó vào mạnh quá, tiền vào mạnh quá thì chúng ta sẽ đánh một nhịp, nhờ bớt một phần tỉ trọng để đánh một nhịp với nhóm ngân hàng anh chị nhé. Đó thì những cái kế hoạch cụ thể, những điểm mua bán cụ thể, các cổ phiếu mà có thể tham gia được thì anh chị có thể tham gia vào trong room khách hàng anh chị nhé. Đó, anh chị có thể tham gia vào trong room khách hàng cùng em. Thì khi mà đến thời điểm tăng thì những cái thời điểm mà tham gia thì em chia sẻ với anh chị đó, chia sẻ với anh chị những cái thời như ngày hôm nay thì gần như là buổi sáng tăng khá là tốt, đúng không? Em nghĩ là ngày hôm nay buổi sáng tăng tốt cộng với những cái việc mà những cái thông tin về về tin đồn ở cuối tuần vừa rồi ấy, là ngày hôm nay gọi là chúng ta thấy là đã bị bác bỏ rồi, đúng không? Thì có lẽ là sẽ có những anh chị thì khá là hưng phấn ở trong buổi sáng đấy, nhưng mà trong cùng em thì vẫn ngồi chờ thôi, ngồi chờ chưa mua co vào lại anh chị nhá, chưa mua co vào lại với những cổ phiếu mà đã bán, hoặc là những anh chị mà mới vào ấy thì cũng chưa mua mới, đúng không? Hôm trước có mua một cái nhịp khi nó rung lắc thôi, chưa mua một nhịp khi mà nó rung lắc thôi đó. Thì gọi mua với những anh chị mà đang cầm tiền rồi nhá, thì mua 30% lấy vị thế với nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản thôi, còn lại thì cũng chưa mua gì, chúng ta vẫn đang đợi những nhịp mà rung lắc, những nhịp rũ bỏ này thôi đấy. Thì anh chị có thể tham gia vào trong khách hàng cùng em nhé, để chúng ta sẽ những nhịp mà rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh trong cái nhịp sắp tới, để chúng ta đánh một cái nhịp mà đánh thậm chí là đánh qua Tết luôn anh chị nhé. Nhịp này nếu mà chỉnh đủ rũ bỏ này thì chúng ta sẽ đánh qua Tết luôn. Và trước mắt thì nếu như thị trường đi đúng kịch bản, nó hồi phục đúng kịch bản ấy, thì khả năng chúng ta sẽ có một cái sóng trung hạn khoảng tầm 4 đến 6 tháng đó. Còn sóng dài hạn thì nó sẽ sau cái sóng trung hạn ấy, đúng không? Nó sẽ có nhịp rung lắc đấy. Nhưng về cơ bản thì trước mắt là chúng ta sẽ có một cái nhịp mà một cái sóng trung hạn nếu như nó đi đúng kịch bản đó. Và hiện tại thì em cũng đang rất là kỳ vọng đó, đang rất là kỳ vọng và cũng khá là tự tin về cái sóng trung hạn trong giai đoạn sắp tới đấy, với những cái tín hiệu thị trường đấy. Cho nên là nếu anh chị mà đang chưa biết đầu tư cổ phiếu nào, đúng không, chưa biết là chúng ta đánh đến thời điểm nào hay là đánh đến target bao nhiêu đấy, chưa biết mua bán cổ phiếu nào, ở thời điểm nào mua, thời điểm nào bán, nhóm ngành nào ưu tiên, thì anh chị có thể về với đủ vé ma qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Thì em sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người đó. Anh chị chỉ cần có một tài khoản VPS thôi với ID Q341 và có phát sinh giao dịch, thì em sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người đó anh chị nhé. Nếu như anh chị có những lý do mà chưa tiện mở tài khoản chuyển ID thì anh chị có thể là tham gia vào room thu phí, đúng không? Room thu phí với một cái mức phí em nghĩ là rất là phù hợp, rất là nhẹ nhàng thôi đó, nhưng mà nó sẽ mang lại rất là nhiều cái hiệu quả cho anh chị đó, đặc biệt trong những cái con sóng sắp tới anh chị nhé. Một con sóng mình tạo đang rất là kỳ vọng, đúng không? Đang rất là kỳ vọng đó. Ok, thì chắc là em An sẽ xin phép kết thúc video đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các cái video cũng như trong các cái buổi livestream tiếp theo. Hẹn anh chị vào livestream 20 giờ ngày hôm nay nhé. Đó thì nếu như chị có những cổ phiếu hay là có những cái câu hỏi cần hỗ trợ thì em An sẽ chia sẻ trực tiếp ở trên livestream với chị đó. Livestream chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày hôm nay anh chị nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong cái video và livestream tiếp theo. Bye bye cả nhà.